Rồi, lời nói đầu tiên cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão bên cửa hàng Thành Hợp ha. Thì cửa hàng của em chuyên về động cơ, máy cắt cỏ 2 thì, 4 thì, máy cưa xích. Đó, rồi mấy anh nào có nhu cầu mình mua hàng thì mình cứ liên hệ, nhiều khi cưa xích em không có like kịp thì em sẽ chào qua Zalo cho mình ha. Thì cửa hàng của em bán hàng với cái phương châm là khách hàng trao niềm tin, bên em sẽ trao chất lượng, đảm bảo không làm cho quý khách thất vọng. Đó, tại vì em bán một cây sẽ xác định là bán cho một cây nữa và một cây nữa. Là mấy anh xài xong sẽ giới thiệu dùm cho em đó, chứ không phải em bán một cây là em không bán nữa đâu ha. Cho nên em sẽ có chế độ bảo hành, bảo trì rõ ràng. Thì bên em vẫn còn khi chương trình khuyến mãi ha, mua một cây máy sẽ tặng kèm cho mình một cái áo nha. Đây, một cái áo như thế này, áo thun vậy mấy anh bận đồ đi đồng áng, đi ruộng rồi ok ha. Đây. Không thở nha. Rồi, một cái áo bên em là như thế này ha, có địa chỉ cụ thể, có số điện thoại đồ đầy đủ luôn nha, số điện thoại xử lý đơn đặt hàng đồ đầy đủ ha, vậy mấy anh mặc lên thì mình sẽ biết thôi đó. Thì địa chỉ của em là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Cho nên mấy anh nào mà mình có nhu cầu mà mình mua hàng đó thì mấy anh cứ đến ủy ban của xã Trung Hưng thì điện cho em, bên em sẽ ra đón mình. Còn mấy anh không biết đường đi thì mấy anh cứ kết bạn Zalo, em sẽ gửi định vị cho mình đi lên đây cho nó dễ dàng mà không bị lạc đường nha. Rồi, em hôm nay có lên cho mình 14 máy, trong đó có hai cây đầu lưng và kèm cho mình một cái đầu máy ha. Đầu máy này em gặp em bán không biết là bao nhiêu luôn đó nè. Cho nên mấy anh nào mà mình có nhu cầu mua đầu máy riêng thì mình tranh thủ ha. Cũng gần hết số lượng, gần hết rồi, cũng không có nhiều đâu, cũng là gọi là có hạn đó. Thì hôm nay em có lên cho mình một cái đầu máy giá là 1 triệu nha. Đó, một cây Hitachi 21cc có trợ lực nữa nè. À, Echo, ga bóp zin nha em ạ. Nhật quên xài. Ryobi 2620 có trợ lực ha. Một cây Magu hồng. Trời ơi, cái máy này không phải nói là nó thiếu cái thùng thôi chứ nó thiếu cái gì. Ga bóp zin đó nè em ạ. Đó, trời giật của trời nó mới có trả tua. Rồi, Magu Yanma 23 sắc lớn ha. Cái phiên bản này tum nhôm tum gầy nha em ạ. Đó, 23 sắc lớn. Nhìn nó kịch cảm thật sự. Rồi cái này Magu trên 3 bằng này 26cc 32 ly ha. Nói về cái hiệu sát cũng ngang nhau, này 34 ly chứ không lỗi. Này là Magu 30, chạy chế 2 kim, ga bóp zin ha. Tum nhôm tum gầy sắc lớn luôn. Kawasaki TH26 có trợ lực nha em ạ. Rồi, NB Gobin 281, lâu lâu em mới có một lần nha em ạ. Kinh công đây. Chạy chế 2 kim luôn, khỏe ha. Tới là kêu Git 315 có trợ lực nè. Đó, phiên bản nó có trợ lực mà mỗi tội nó cái áo nó hơi bị xí đen xíu ha. Chứ mẫu mã thì liền lạc nha, một hôm sẽ nói chi tiết về máy này. Và cuối cùng là một cây Mitsu TL 261 có trợ lực chạy chế hai kem đây đỏ tự động nha. Rồi mấy anh mua hàng mấy anh liên hệ qua bên đây giùm em nha. Toàn bộ nội dung em sẽ nói đây hết. Và trước khi nói cái bản này thì những cái món ở đây em đều có bán lẻ hết nha. Ví dụ mấy anh mua máy, mấy anh mua những cái món này thì em sẽ bao ship cho mình luôn. Còn mà mấy anh mua lẻ thì mấy anh sẽ phụ phí 30.000 tiền phí ha. Rồi số điện thoại để mình chốt đơn là 0913136620. Số này có liên kết Zalo, Zalo tên là Mai Thị Thanh Chỉ ha. Bên em nhận ship hàng toàn quốc nha, được xem hàng test nổ máy trước khi nhận, đặc biệt em không có lấy cọc. Ví dụ cây máy 1.4 triệu, 1.5 triệu, 1.7 triệu, 2 triệu, 2.3 triệu vân vân. Là giá đó là em đã bao ship kèm theo 6 món phụ kiện ha. Thì 6 món phụ kiện của em đi theo nè, là một cái lục giác 4 này nghe mấy anh, một cái tiếp mở bugi đầu dao ha, hai đầu sử dụng cho cái đó được luôn, một cái đĩa dài 3 tắc đĩa mới, một cái ổ cước 4 chấu ha, có dây cước sẵn sàng cho mình luôn, một sợi dây đeo và một cái chắn cỏ. Trên máy có chắn cỏ thì thôi, không có thì em cho chắn cỏ mới ha. Là mặc định em cho 6 món này, mấy anh không thay đổi gì thì em cứ cho 6 món này, tại 6 món này nó thông dụng. Còn mà ổ cước hoặc đĩa dài mình không sử dụng thì mình có quyền đổi qua đĩa tròn. Ví dụ mấy anh nói là cho anh lấy đĩa tròn, ổ cước hoặc đĩa tròn, đĩa dài gì đó thì em sẽ quán đổi theo ý kiến của mình. Còn mà 6 món này lấy thêm đĩa tròn thì thêm giùm em 50.000 ha. Riêng cái đĩa tròn là đĩa zin theo máy về đĩa của Nhật nha mấy anh, nó bị xét ha. Nè em có xài đĩa mới. Rồi cái này tua hít nè mấy anh ơi. Máy của em ngoài có tính năng cắt cỏ thì còn có khả năng bơm nước ha, cây nào bơm nước cũng được hết. Mà một cái đầu bơm này bên em bán là 150.000 nha. Mấy anh mua máy mua theo cái bơm nước thì em bao ship, còn mà mấy anh mua bơm nước lẻ thì mấy anh chịu phí giùm em 30 là 130 nha em ạ. Đó,
Cái này là cái gom cỏ nha em anh, 100.000 cái ha. Đó, mua máy mua gom cỏ theo thì em bao ship luôn. Rồi cái này là đồ phát cỏ hay gọi là trà rong rêu gì cũng gì là nó hay mà. 120 nè. Lợi nhỏ này 100 nè. Lợi nhỏ xài cho máy nhỏ ha, em thấy lợi nhỏ này xài thông dụng nha. Cắt cỏ trà rong rêu gì cũng ngon lành hết. 100.000 loại này thì nó 400 gram, loại này 700 gram nha em ạ. Rồi nhớt hai thì nha em ạ. Bình nhớt là 1 lít 100.000. 1 lít nhớt như thế này mấy anh có thể sử dụng từ 20 đến 25 lít xăng. Và em sẽ hướng dẫn cho mình pha ha. Ví dụ mấy anh xài máy trung bình thì mấy anh mua giùm em 1 lít xăng, pha tỷ lệ giùm em 40cc nhớt hai thì sẽ xuống 10 ha. Mấy anh bóp nhớt đây qua đây và xuống đây. Và khi mấy anh xài nhớt xài máy từ 38 đến 40 ml thì mấy anh mua giùm em 1 lít xăng, pha giùm em 60cc nhớt hai thì ha. Khi mà mấy anh pha nhớt như vậy thì máy của mình, máy lớn thì phải xài nhớt nhiều để chạy cho nó bôi trơn mít tông mát máy ha, không sao nha em ạ. Và pha như vậy thì máy chạy nó sẽ hơi ra khói đèn xíu nhưng mà an toàn cho máy ha. Mấy anh pha ít là em không có đảm bảo nha, còn pha như em chỉ thì hư em đền liền. Có 100.000 bình nhớt thôi má ơi. Rồi bây giờ em sẽ vô em tích máy cho mình nghe nha em ạ. Mình nghe coi cây nào nó phù hợp với gia đình thì mình chốt, mình ủng hộ cửa hàng ha. Không được thì mình xích ra. Rồi cái này làm cái đầu máy em bán cho mình là thương hiệu đến từ Mitsubishi TM24 ha. Công tắc nằm ở đây. Sẵn em nói luôn nha, đầu máy này thì em có số lượng giới hạn chứ không có nhiều. Thì mấy anh coi chừng nào nó phù hợp với gia đình thì mình hãy chốt ha. Chứ không phải em kê khơi mà có cái đầu chịu gì là mỗi cửa hàng người ta tháo người ta bán cho mình đâu, hiếm lắm. Rồi riêng cửa hàng em mới chơi mạnh đô như vậy thôi. Đây, bình xăng lớn rồi zin nè. Lốc máy rồi vô khói rồi trắng tư ha. Chạy chế zin luôn nha em ạ. Chạy chế zin quanh rồi luôn. Đây. Lốc có dập Made in Japan ha. Đó. Dập lốc luôn. Xài thì xài tum nhôm tum 260 nha em ạ. Đó cho nên ở nhà mà mình có cái lắp mà tum 260 chiều dài tầm 6 cm hoặc 6 tầng ngoài cm là mấy anh gắn vừa hết. Mình gọi là tum nhỏ ha. Thì mình về mình gắn vô mình phát cỏ cũng được. Đầu máy này mình lấy mình đấu vô cái bình xịt thuốc đều được hết. Và khi mà cho đi thì cái đầu máy cộng 4 con ốc tum nha em anh. Cái tum này không có cho theo nha. Rồi mã này chốt cho em F1 32 ly giá 1 triệu bao ship ha. Cái đó là cây Hitachi. Hitachi. Đây Hitachi hay là Echo trắng thì cũng là nó nha em ạ. Cái phiên bản thì nó hay cái nó có trợ lực ha. Trợ lực này là trợ lực lớn, trợ lực lò xo lớn, trợ lực giả đó. Thì mấy anh kéo thẳng cộng dây giật cây giùm em, buông nhẹ về nó qua tua và nó sẽ là nhảy nổ thôi. Còn anh nào không chịu kéo thẳng cộng dây giật thì mình kéo hai sợi dây hai mỗi lần nữa sợi dây ha. Thì nó sẽ qua tua và nhảy nổ. Đây lốc máy vô khói thì cũng trắng phiếu ha. Đây bình xăng lớn zin. Máy em có sao thì em like như vậy nha. Chạy chế zin ra ngang quanh bờ rồ. Lốc có dập Made in Japan nha mấy anh. Đây, xịn sò luôn ha. Con ốc trong đây vàng tư luôn. Đó. Tum liền, tum nhựa ha. Cái Hitachi 21cc cái phiên bản trước lá này chạy cực kỳ là lợi xăng ha. Đây, có chân trống mấy em gái bán máy này nhiều luôn đó. Khách quay là ủng hộ rất là nhiều, khách nói là máy này chạy tiết kiệm xăng lắm. Cực kỳ là tiết kiệm xăng. Hai tay đôi lớn ra giữ nha. Công tắc trên ghi đông đẩy xuống là tắt nha mấy anh. Đẩy lên là mở ha. Lắp zin nè. Trắng cỏ đầu vòi zin theo máy ha. Mã này chốt giùm em F2 31 ly 1.4 triệu nha em. Rồi cái đến là chưa xanh ha. Và
rồi, cái phiên bản này còn thiếu có cái thùng nữa thôi chứ thiếu cái gì mấy anh ơi, quá trời đẹp xuất sắc luôn, mà giá mềm mại cho mình luôn ha. Cái chua xanh này là em thấy mấy bác á, hay lắm, mấy bác lớn tuổi tại nó đẹp mà nó sở hữu ga bóp á, giá nó mềm nữa ha. Chạy chế zin nghe mấy anh, chế zin ga ngang vú lớn nè, đây bình xăng trắng sáng nè, mùa khói à. Ngon lành cành đào luôn, mà cái mẫu này ít có đụng hàng luôn, ốc nó zin nó kiểu màu đen nghe mấy anh, tôm liền tôm nhựa 22cc ha, trắng phiếu phiêu phiêu luôn, ốc cùm trắng sáng nha bạn, hai tay đầu lớn nha, ga bóp zin nè, đẩy xuống là tắt ha, đẩy lên là mở nha bạn, trắng sáng lắp zin đầu rồi zin ha. Mã này thì chốt giùm em F3 32 ly 1,5 triệu nha em anh, 1.500.000 đồng ha. F3 nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết mấy anh, nhớ bấm like đăng ký kênh rồi nghe mấy anh, à, bấm like đăng ký kênh rồi cái mua được những cái máy ngon mà ăn cái đây sáng ngày ta chưa ăn vậy chứ tủ nó tao đâu thôi chứ ăn cơm nhớ muốn xin tố nha, bơm nước vô bơm nước nóng vô Ruby 2620 nòng 34 ly nha mấy anh, công suất là 26cc đó. Cái phiên bản Ruby này là nó có trợ lực ha, mà phiên bản này em bán cực kỳ là chạy ở cửa hàng luôn, tại vì nó 34 ly đó mà giá nó mềm, khách thì rất là chuộng, mà chạy thì cũng ổn định mấy anh ơi đó, ít hỏng quạt rồi ha. Đây mùa khói đâu sáng chân, bình xăng lớn rồi zin ha, có trợ lực. Chạy chế này là chạy chế zin chế mới cưa theo máy nha mấy anh đó, mùa khói trắng sáng khung bỡ đỡ bình xăng thì thôi nó dày một tắc luôn, nó chơi chứ dày chặn nha mấy anh, tắc thì không tới tắc. Đây tôm liền tôm nhựa theo máy ha, hai tao đâu lớn nha, cái này ga gài nha mấy anh, đẩy lên là tắc, đẩy xuống là mở nha, lát gì tàu vòi gì ngắn cỏ bể rồi nó mù ngắn cỏ khác nha. Mã này chốt cho em F4 34 ly 1,5 triệu ha, bao ship phụ kiện đầy đủ maru. Em nói thiệt chứ cây này mà không chốt mình chốt cây nào mấy anh, anh nào mà mua máy về mình phát cỏ ha, rồi phát cỏ gia đình rồi đó, vừa phát cỏ vừa mua hàng sưu tầm đồ đó ha, lâu lâu phát lần năm phát lần gì đó, thì đây lấy cây này nghe mấy anh, dây giật nó trắng nó sáng nó đẹp này nè ha, ốc là nó trắng phiếu luôn ha, ốc máy nè, chạy chế zin quanh bà rồ mà còn cái miếng thùng ở trên đây còn giữ lại luôn, ở chưa rớt mắt luôn, bình xăng lớn zin nè. Ơi để đóng rồi bò này, tôi tưởng anh nó bứt cho nó đóng rồi bò vậy đem dục đây, lắp dập mắt in Japan nhé, thun nè nghe chưa mòn luôn, ai quá đẹp nha mày, cô khó nó mới chắc một chặt. Đây tôm liền tôm nhựa nghe mày, không tắt máy nằm ở đây, ốc trắng phiếu ha, ốc cùm nè, hai tao đâu lớn gà bóp gì chán cỏ, tàu bò gì tàu bò có chán chống quấn cỏ luôn ha. Mã này chốt cho em F5 30 ly 1,5 triệu 50.000 nha bạn, 1,5 triệu 50 cho cây mango, trời ơi nó đẹp sợ. Rồi cái đến nè, Yanma 23cc sắt lớn nha, sắt lớn thì sắt nó lớn hơn má Magu bình thường, thì em gọi là sắt lớn để mình dễ phân biệt thôi. Đây cái phiên bản này thì nó đẹp nha em, nhìn nó chạy nó khỏe nha, cái độ nó là chạy nổ giòn đó, giòn tan rồi, hẹ tem rồi còn chạy chế zin luôn ha.
lắp dập mắt in sao anh nghe nha. Bình xăng lớn zin nè, vô khói nè, tum nhôm tum gờ 260 ha, ốc trắng từ nghe nha. Còn chữ ký của kênh nhờ kênh sở hữu máy này luôn, cái tem còn nữa nè, thấy không? Ga giữ, một tay cầm, bách công tắc nằm ở đây ha. Đây, lắp zin, trắng cỏ đầu bò zin ha. Thì anh Nhật Bổn anh làm ra máy này là một tay cầm phiên bản là gọn nhẹ không vướng víu ha. Tắt nè, mở nè. Rồi anh nào muốn lên hai tay cầm thì nói bên em là anh lên hai tay cầm miễn phí, còn mình để như vậy mình sử dụng được thì mình cứ để ha. Nó không có bị vướng đồ nhánh được luôn nha. Ở cái cây Magu hôm qua hình như không có móc đó nghe Thanh. Chị nhớ qua chị La không có móc đó, em bổ sung vô. F2 32 ly giá 1.7 triệu nha em anh ha, cho cây Magu Nhật Bản nha. Chạy quá êm luôn, đây thun đồ còn nữa nè. Rồi. Rồi tới Magu 26 nhập của anh xài nữa nè. Mẫu áo vàng này em bán rất là chạy luôn. Yanma công suất là 26cc nòng 34 ly nha em anh ha, nó đẹp, nó sáng từng con ốc máy luôn. Đây vô khói thì trắng tư luôn ha, mà 26cc thì mấy anh phát cước thì vô tư rồi đó. Rồi cắt cỏ bơm nước hay là thậm chí trà rong rêu gì cũng ok luôn ha. Đây chạy chế zin quanh pro ốc rồi còn trắng sáng nha mấy anh. Lóc dập mát in Japan ha, em sẽ quay bên đây cho mấy anh dễ thấy hơn, để nhiều khi qua bên kia cái manh nó cái lóc máy nó sình bị sét. Mày lóc máy em làm gì có vấn đề đó, máy em lựa mà. Đây dập mắt in ra bàn ha, khung bộ đỡ còn đầy đủ ha, ốc trắng phiếu ha. Đây nè, nè chưa xét luôn ốc trùm nè, thấy chưa, ga bóp zin nha, ga bóp zin nha mấy anh, trắng cỏ đầu bò zin đó, ốc trắng cỏ chưa xét luôn lát nè, tôm liền tôm nhựa nha. Công tắc nằm ở đây, mã này chốt giùm em F7 em anh 34 ly 2 triệu ha, 2 triệu. Rồi cũng tới Magu nó nè, 30 nha. Chịu khỏe rất là đỉnh nha. Này Magu Yanma 30 nòng 36 ly nha. Mà này là sắt lớn nha em anh. Nó chạy như những cây 37 38 ly chứ không phải thường nữa. Đó chạy siêu khỏe ha, lóc máy thì đổ dày giả mang. Nòng hai lá bạc tay to bú lớn ha. Về phát cỏ trà rong rêu bơm nước gì cũng xịn sò nha. Này thì sở hữu chế hai kim chế zin nha em anh. Chế zin quanh rồi, bình xăng lớn đồ zin hết nha em anh. Còn tập. Đây. Khói sáng bừng ha. Tum nhôm tum 260 nha em anh. Ốc máy trắng tư luôn ha, tum nhôm tum rời. Đây có ốp lưng ghi chữ Maru Yanma ha. Hai tay đầu lớn nha. Ga bóp zin nè. Đó, công tắc nằm ở đây. Đó, mà cái công tắc của nó còn cái miếng nhựa ở ngoài giữ công tắc luôn nha mấy anh ha. Hàng siêu whip nha. Cái này là mình có thể giữ ga được luôn nè nghe mấy anh, vừa ga bóp vừa ga giữ. Thì ga giữ như nằm anh bóp này vô anh bóp này lại. Là nó thành ga lớn suốt luôn ha, là thành ga giữ đó. Đó nhảy ra. Xịn sò ha. Trắng cỏ đầu bò zin, lắp zin nè, trắng cỏ màu xanh, sẹt tông màu áo luôn, màu xanh tum nhôm tum gờ luôn ha. Máy này mấy anh chốt giùm em F8 36 ly 2.300.000 đồng nha. Magu 25 sắt lớn. Rồi kế đến là cây Kawasaki nè, TH26 ha. Quá
xịn sò ha. Cái này là hàng hiếm nha anh, hiếm là sao? Tại vì bên em lựa kỹ á, hầu như lúc nào dài vài trăm cây cũng được cây như thế này, mà nhiều khi nó không có trợ lực. Còn cái này là em lựa được một cây có trợ lực ha, Kawasaki TH nha. Có những anh biết xài thì cây máy này chạy cực kỳ quyết, còn những anh không biết xài thì thấy nó bình thường á, gọi là cái này là đồng tiền đi liền với chất lượng nha. Đây 2.3 nha em anh, đi liền với chất lượng. Cái để em phân tích cái đầu tiên của cây máy này, nó hay ở chỗ là công suất 26cc 34 ly chạy khỏe đó, nhưng mà cái kết cấu nó đổ gọn nhẹ nha em anh, quẩy không mất sức ha. Cái thứ hai máy lớn nhưng mà cái chụp giật lò xo chụp được lớn ha em anh, chụp được chả ha, men kéo buông nhẹ và là nhẹ nổ ha, chạy chế zin quanh rồi tiết kiệm xăng siêu bốc nha. Đây cái nữa rồi. Đây lóc có dập mát in Japan, mấy anh tinh ý nhìn giùm em cái lóc chưa bị xét nha, tinh ý luôn, sáng trưng ốc máy nè, để bờ đỡ bình xăng thì ngon lành luôn ha. Đó, bô khói người ta nè, không đường nào chơi được nha em anh. Bắt mở đây, đầu bò zin, đầu bò còn nước sơn màu đen luôn, có chén chống mòn đỏ, chén chống quắn cỏ ha, lắp màu cam ha. Đó rồi, trắng cỏ màu cam, lắp bắn tĩnh điện màu cam nha em anh, ra giữ nha. Đây màu cam luôn, tum 260, tum nhôm, tum rời, cho nên ngoài cắt cỏ em anh có thể đấu xịt thuốc được ha. Lấy cái đầu tháo vào đấu xịt thuốc nè, bơm nước nè, cắt cỏ bằng đồ trà riêu ok luôn. Tắt nè, mở giật máy chú ý giùm em hai công tắc ha, thấy cái lắp là thấy xịn uy tín rồi đó. Trắng cỏ đồ đầu máy tông xịt tông hết. Mã này chốt giùm em F9 34 ly, giá là 2.300.000 đồng cho cái Kawasaki TH ha. Rồi cũng là ăn cỏ. Máy này nhìn mắc cười, giống con kim công ấy mà anh, NB281 nồng 34 ly, nó giống như Kawasaki vậy đó, công suất 28cc mà nồng nó 34 ly. Thằng này NB281 mà nồng 34 ly ha, thì công ăn thua chỗ là công suất nó lớn nha mấy anh, cho nên cái máy này chạy như những cây nó 36-37 ly là chuyện bình thường. Cái thứ nhất, cái thứ hai là piston ấy, anh thấy nó dài chưa, nó dài như gì nè ha, chạy siêu khỏe chắc bền nha, bơm nước ngon lành, cắt cỏ vô tư, cỏ cứng cỏ keo gốc gạ gì em bắt chấp hết. Và mấy anh mua thêm cái đổ trà rong riêu đó, đồ phát cỏ nó ngon lành nữa đó mấy anh. Máy này bình xăng lớn zin nha em anh, em cứ tưởng mình xăng mới không, ai về zin thun còn rồi ha. Lốc máy xịn sò nha, đẹp đó, cái này quá đẹp luôn, thấy là chất lượng rồi. Tum nhôm ha, tum nhôm tum liền, chế hai kim nha em anh, chế hai kim chế zin nha, cho nên rất là bóc khỏe nè, công tắc nằm ở đây, hai tay đâu lớn ra giữ ha, lắp zin nè, tàu hòa zin. Rồi mã này thì mấy anh chốt giùm em FM36 ly, 2.300.000 đồng ha. Thấy vậy đó, mấy anh Tây Nguyên cũng thích dùng nó nhiều chứ miền Tây thì chưa thích đâu, biết xài là chốt miền Tây. Rồi, cái này là cây Kiwit 315 nha mấy anh, là công suất 31 gần 32cc, nồng 36 ly, nhưng mà thằng này thì sắt lớn ha, chỉ chế bít tông ga theo máy nha em anh. Đây lóc máy vô khói thì còn trắng, mà mỗi tội hai cái áo, nó cái áo chỗ này nó hơi bị nấm đen ha. Đó, em sẽ bóp xuống cho mình nha. À, đáng lẽ thằng thường máy này em sẽ bán mình 2.6 triệu, nhưng mà cái này em sẽ bán mình 2.4 triệu nha. Anh nào xem clip hoài thì sẽ biết em nói là chuẩn luôn. Lóc có dập mát in Japan nha em anh. Đó, rồi ngoài này có thông số nữa nè, các anh chụp hình lại ha, có chân bờ đỡ mình sao luôn. Nói chung máy này zin toàn tập từ A tới Z nha ha. Tum nhôm nha em, tum liền tum nhôm 315, cốp lưng nữa nè, thấy chưa, hai tay đôi lớn ra giữ ha, công tắc trên di đông này, đẩy xuống là mở, đẩy lên là tắt, phải không Dương? Đẩy xuống là mở nha em, đẩy lên là tắt ha, nó mất tiêu từ top rồi, cho nên mình mò nó sẽ khó. Đầu bò zin trắng cỏ, nên em buộc trắng cỏ mới ha, cái đó đã bị mẻ chút rồi.
Mấy anh chốt thì F11 giùm em 36 ly 2.400.000 đồng nha. Gớt 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 gớt. Rồi tới Mitsu 261 nè. Mitsubishi tên là 261. Cái nào ạ? Cái nào giá? Này nha. Chị Duyên. Mitsubishi 261 nha mấy anh. Cái phiên bản này là phiên bản có trợ lực ha. Chạy chế 2 kim le đỏ tự động luôn. Đó, siêu là xịn sò. Đó, đợt này em về toàn là cái lô này không. Mấy anh này tranh thủ chốt hay để nhiều khi qua đợt kiếm không ra. Đại bình sân lớn đồ zin hết. Toàn tập ha mấy anh, nhìn máy rất là liền lạc. 261 mà chạy có trợ lực nó quá quýt luôn. Mà lại đỏ tự động nữa ha. Lóc có dập mát in Japan luôn. Đó. Đầu bò trắng cỡ zin nè. Hai ta đôi lớn ga dữ ha. Công tắc trên di đông nè. Đó. Tum thì tum nhôm tum rời 260 ha. Có chân trống nè. Model đó nè ha mấy anh. Đủ nha mấy anh. Là thông số đó. Model là thông số mình có thể chụp hình lại ha. Mã này thì mấy anh chốt cho em F12 33 ly 2.600.000 nha. Em sẽ ra hai cây đau lưng. Rồi, cây này là cây Ryobi 2660 nha mấy anh. Đó, cái phiên bản này có trợ lực ha. Chạy chế là chế với tông ga. Mà thường thường áo này về là màu cam. Nhưng mà bây giờ nó có áo vàng phối đen, nó quá đẹp nha mấy anh. Rồi bình xăng lớn, ghim trắng sáng. Bình xăng này đổ hơn nửa lít xăng nha. Đây bù khói nữa nè. Rồi dưới đây thì không bị xét không mà gì ha. Càng còn trắng sáng siêu đẹp nha. Reo nè. Mã này chốt cho em F13 34 ly 1.900.000 nha mấy anh. 1.900.000 đồng. Chạy chế với tông ga ha. Tum nhôm nha. Đây nước sừng zin của nó nha mấy anh. Đó, tâm nhôm hết. Ga giữ, công tắc trên ghi đông. Một tay cầm, trắng cỏ đầu vòi zin. Có chén chống quăng cỏ ha. F13 dùm em. Rồi, kêu kiếp 360 nha. Khủng long nha mấy anh. Không hổ danh là 360 ha. Là công suất 36cc nồng 38 ly. Cái phiên bản này nó có trợ lực nha em. Kiwi này nó có trợ lực. Chạy chế là chế với tông ga. Đó. Bình xăng lớn đồ zin hết ha. Đó. Quá trời nhìn nó quýt luôn nha em. Cái này thì nó bị gì thì nói em sẽ xử lý cho nó hết bị bung ha. Mã này thì mấy anh chốt cho em F14 38 ly 2.700.000 nha. Tum nhôm tum rời nha em. Đây. Vậy là thấy whip rồi đó, chạy quá khỏe mà. Cái đời máy này thì lóc có dập máy điện Japan ha. Đó, thì giờ cứ kiểm tra giùm em. Ngoài này cũng có thông số luôn. Bắt ga nè, công tắc nè, một tay cầm. Trắng cỏ đầu vòi zin hết ha. Và mã này thì chốt giùm em F cuối cùng F14 3.600.000 nha. Có 2.700.000 nha em. Rồi chào và hẹn gặp lại mấy anh, tạm biệt.